Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay đây là có một nải chuối sáp, nải chuối sốt của đứa cháu nó cũng vừa cho. Rồi mình sẽ chia sẻ với cả nhà là mình sẽ làm món chuối sáp nấu chè sầu riêng nha. Đây, bây giờ mình trước nhất là mình sẽ đem luộc chuối trước. Trước khi luộc chuối thì mình sẽ cắt chuối ra. Mình sẽ cho vào thau. Ở đây mình chuẩn bị một thau nước rồi nha. Đây. Mình cho chuối vào thau. Mình sẽ cho hết nải chuối vào thau luôn. Các bạn thấy đầy nè. Mình cho vào. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê muối. Mình ngâm đi khoảng chừng 5 phút. Mình rửa lại. Sau thời gian ngâm được 5 phút thì mình sẽ rửa lại nha các bạn, rửa nha. Rồi rửa lại, rồi mình rửa lại 2-3 nước cho sạch, rồi mình mới cho vào nồi mình nấu. Để khi mình lột chuối á, rồi nếu mà mình không rửa, khi mình lột, mình luộc chuối xong mình lột thì cái tay của mình là sẽ dính vô cái thịt chuối à, thành ra mình không có sạch sẽ. Bây giờ mình rửa nè, mình ngâm nước muối xong nha, 5 phút. Bây giờ mình sẽ đi rửa lại. Đi rửa là cho sạch, mình sẽ cho vào nồi mình nấu. Khi nào nấu chín mình làm tới đâu mình sẽ nói tới đó. Bây giờ chuối mình đã rửa nước cuối cùng rồi. Nước này là nước thứ ba nha. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi mình nấu. Mình nấu chín xong rồi mình sẽ nói tiếp. Bây giờ chuối sạp mình đã luộc chín rồi. Bây giờ mình sẽ lột vỏ mình cắt ra nha. Còn đây là bột khoai. Bột bán mình cũng đã ngâm nở rồi. Ở đây là mình sầu riêng nha, sầu riêng. Mình làm tới đâu mình sẽ nói tới đó. Bây giờ mình lấy chuối mình sẽ lột ra. Bây giờ chuối mình đã lột nó xong rồi. Bây giờ mình sẽ xắt ra nha. Mình xắt theo cái chiều dài nè. Bây giờ chuối mình cũng đã xắt xong hết rồi các bạn. Bây giờ mình bắt cái nồi nước cốt dừa lên nha. Ở đây là sầu riêng. Mình sẽ lấy 2 muỗng sầu riêng ra. Sầu riêng này hôm qua mình mua, rồi mình tách ra mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh. Giờ mình sẽ đi lấy cái hột ra. Bây giờ mình cho 1 lít 2 nước cốt dừa vào. Nước dảo nha các bạn. Cho vào đây một chút xíu muối. Cho vào đây 3 muỗng đường, 3 muỗng canh đường dung nha. Nếu bạn nào, cô chú nào ăn ngọt thì mình có thể cho thêm. Mình cho vô vậy đi, lát cô chú anh chị em có nếm thử coi có vừa chưa. Còn nếu mà ngọt ít quá thì mình cho thêm. Còn giờ nhiều người tiểu đường quá nên mình chia sẻ ít đường nha. Bây giờ nước dừa đã sôi rồi. Mình cho chuối vào. Cho bột bán vào luôn. Cho bột khoai vào. Giờ bột bán, bột khoai của mình cũng đã chín rồi. Cho sầu riêng vào.
Bây giờ mình cho vào đây một miếng nước dừa nha các bạn. Cái này nước cốt dừa mình bỏ vô tủ đá đó. Bây giờ nó đông rồi, hồi nãy giờ mình cũng rã đông rồi nè. Này nước cốt nhất đó. Bây giờ mình cho vào đây cho nó béo nó. Cô chú anh chị em nào thích béo nhiều thì mình cho nhiều, thích béo ít thì mình cho ít nha. Bây giờ chờ cho nó sôi trở lại là chín. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng canh bột năng nha. Các bạn có bột năng, bột bắp gì cũng được hết, tại nhà mình hết bột bắp rồi mình cho bột năng. Cho nó sánh kẹo gì nó mới ngon. Cái này cũng như là chuối xào dừa vậy. Nó phải sệt sệt nó mới ngon. Các bạn cho cô chú mà nấu sầu riêng thì đừng có cho qua ni nha. Bây giờ nồi chuối của mình đã chín rồi. Mình nhắc xuống nha, mình nấu kẹo gì nè, tại vì mình nấu theo cái kiểu chuối xào dừa. Bây giờ mình nhắc xuống. Bây giờ chuối mình đã múc ra dĩa hết rồi nha, bây giờ mình cho đậu phộng vô. Rồi. Các bạn thấy thấy ngon, cái này là chuối xào dừa nha. Chuối xào dừa với nước cốt xào riêng. Thơm quá. Thôi bây giờ món chè chuối của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này ngon miệng nha.